Giá gia cầm hôm nay ngày 20 tháng 10, người nuôi bị lái lừa cháo hàng, gà, vịt được giá vẫn thua lỗ nặng. Chia sẻ thông tin giá gia cầm hôm nay ngày 20 tháng 10, nhiều chủ trang trại ở các vùng cho biết giá gà, vịt hôm nay không có biến động, giá vịt thịt hôm nay tại ba miền vẫn giữ ở mức cao. Cốn khổ vì nuôi con giống dởm. Trao đổi với chúng tôi, chị Liên Hồ, chủ trang trại chăn nuôi gia cầm ở Quế Sơn, Quảng Nam tỏ ra rất tức xúc vì bị lái lừa bán giống dởm. Từng là người có kinh nghiệm nhiều năm bán ra cầm thương phẩm qua mạng xã hội giúp gia đình có nguồn thu nhập khá. Tuy nhiên, mới đây, chị Liên Hồ đặt mua 1.000 vịt giống qua một tài khoản mạng xã hội ở Hà Nội trị giá khoảng 10 triệu đồng. Do thiếu hiểu biết và quá tin người, trong quá trình mua bán con giống, chị Liên Hồ không kiểm chứng thông tin cá nhân người bán, mua hàng không lấy hóa đơn. Đến khi chị đưa con giống về nhà nuôi khoảng 20 ngày mới biết mình bị người bán cháo hàng vịt giống kém chất lượng thì đã quá muộn vừa tiền mua con giống, tiền cám, thiết bị đầu tư vào chăn nuôi khoảng trên dưới 20 triệu đồng, nhưng đến giờ liên hệ lại với người bán thì tôi lại bị họ chặn số điện thoại, chặn cả tài khoản mạng xã hội. Bức xúc quá, chị Liên Hồ buồn giàu nói. Cùng trong tình trạng với chị Liên Hồ, ông Phạm Văn Vinh ở Hương Sơn, Hà Tĩnh cũng bị lừa mua phải giống vịt trời. Đến giờ giá vịt bơ, vịt bầu cánh trắng ở các vùng miền Trung đang ở mức cao trên 40.000 đồng mỗi kg, nhưng đàn vịt chị liên và đàn vịt trời của ông Vinh vẫn khó bán, thậm chí có lái hỏi mua cũng chỉ trả giá thấp càng khiến mọi người càng đau xót hơn. Do chúng tôi thỏa thuận mua giống qua mạng và chuyển xe trung gian, không có bằng chứng gì, giấy tờ nên giờ không thể đòi lại tiền như thế nào cả. Ông Vinh ngậm ngùi chia sẻ. Giá vịt thịt hôm nay không có biến động. Giá vịt bầu cánh trắng hôm nay bán ra tại các vùng miền Bắc cao nhất đạt 47.000 đồng mỗi kg. Giá vịt bơ bán buôn ở trại kín tại Phú Thọ vĩnh phúc từ 42.000 đồng đến 43.000 đồng mỗi kg. Anh Phạm Văn Tuấn, chủ trang trại vịt ở Tam Nông, Phú Thọ cho hay, thời điểm này, việc tiêu thụ vịt thịt vẫn khá thuận lợi. Từ mới bán lứa vịt nuôi chuồng kín khoảng 1.000 con với giá 42.000 đồng mỗi kg, sau khi trừ mọi chi phí gia đình có lãi khoảng 20 triệu đồng, anh Tuấn khoe. Theo anh Tuấn, do nguồn cung vịt thịt khan nên mấy tuần gần đây các thương lái thu mua vịt thường ôm đàn, mua cả đàn và chỉ loại các con bị bệnh, xấu mã riêng các đàn vịt cánh trắng đẹp có giá cao hơn. Giá vịt siêu nạc, siêu thịt bán ở các vùng phía Nam vẫn ở mức trên 40.000 đồng mỗi kg. Giá vịt trời bán buôn trên 60.000 đồng mỗi kg, tùy vùng. Giá ngan thịt dòng ngan trắng bán cho thương lái tại trại đạt trên 50.000 đồng mỗi kg, có nơi bán ngan giả được 64.000 đồng mỗi kg. Giá gà công nghiệp hôm nay, trứng lại. Sau mấy ngày giảm giá, giá gà công nghiệp hôm nay có xu hướng trứng lại. Giá gà lông trắng loại trên 3,5 kg mỗi con bán buôn tại trại gia công ở các vùng miền Bắc phổ biến ở mức từ 21.000 đồng đến 22.000 đồng mỗi kg. Giá gà công nghiệp hàng trại tư nhân loại trên 3,6 kg mỗi con bán tốt được 24.000 đồng mỗi kg. Trong khi đó, giá gà trắng bán ở các trại phía Nam vẫn ở mức thấp trên 10.000 đồng mỗi kg. Giá gà công nghiệp giao hàng sống tại các vùng Bình Dương, Đồng Nai từ 18.000 đồng đến 20.000 đồng mỗi kg tùy vùng. Giá gạt ta lạc thủy bán tại các vùng hòa bình cao nhất đạt trên 80.000 đồng mỗi kg, việc tiêu thụ khá chậm. Giá gà thả đồi loại một ở Bắc Giang, Bắc Ninh bán ra ở trại đạt trên 70.000 đồng mỗi kg. Theo Cục Chăn nuôi đến cuối tháng 8, cả nước có khoảng 26,6 triệu con lợn, khoảng 518 triệu con da cầm, 6,3 triệu con bò. Trong đó, đáng chú ý, tại 19 tỉnh thành phố phía Nam, hiện có khoảng 9,3 triệu con gà công nghiệp đã đến tuổi xuất chuồng, trong đó hơn 4 triệu con đã quá tuổi khối lượng trên 3,8 kg, bình thường xuất chuồng 1,8 đến 2,5 kg nhưng vẫn chưa tiêu thụ được. Lượng tiêu thụ gà công nghiệp của doanh nghiệp chỉ đạt 5 đến 10% so với trước, thậm chí những doanh nghiệp lớn có mô hình khép kín như cổ phần Việt Nam, Giáp Pha, tồn động đến 90%, chưa kể số gia cầm trong nông hộ, chưa thể thống kê hết. Cục chăn nuôi dự báo nếu dịch bệnh được kiểm soát và kinh tế khôi phục vào cuối tháng 9, ngành chăn nuôi có thể hồi phục trong tháng tiếp theo và đáp ứng nhu cầu dịp Tết Nguyên đán 2022. Trường hợp dịch bệnh kéo dài hơn, nguồn cung sẽ giảm khoảng 20% tính đến Tết Nguyên đán. Khi đó, người chăn nuôi thua lỗ nặng, nhiều nhà máy sản xuất thức ăn vừa và nhỏ có thể bị phá sản, mất cân đối cung cầu và chuỗi cung ứng sẽ đứt gãy.